Chào mọi người, tôi là Trần Gia Ý đến từ công ty Vạn Sự Lợi. Công ty Vạn Sự Lợi chúng tôi là tổng đại lý duy nhất của hãng Neway tại Việt Nam. Hoan nghênh mọi người hôm nay đến Neway. Bây giờ xin mời mọi người cùng Gia Ý đi vào bên trong tham quan nhé. Còn đây là lầu 1 là phòng nghiên cứu, lầu 1 là tập trung phòng nghiên cứu của hãng Neway. Và bây giờ xin mời mọi người đi cùng Gia Ý lên tham quan của cái phòng nghiên cứu của hãng Neway nha. Mình đi thôi. Từ lầu 2 trở lên là bộ phận nghiên cứu và khai thác của công ty Neway. Hiện tại bộ phận khai thác nghiên cứu gồm 7 bộ phận và hơn 100 kỹ sư. Tất cả đều sử dụng quét mã vạch để đạt được quản lý vật liệu hiệu quả và chính xác. Linh phụ kiện máy đặt hàng thời gian lâu nên chúng tôi thường có hàng tồn kho dự trù trước để đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng. Tổng giá trị hàng tồn kho lên đến 200 triệu USD một năm. Đây là kho 3 chiều của công ty Neway. Và bây giờ ý xin được mời ông Kalen để giới thiệu phần nào về kho của họ. Hello Kalen. Hello Jay. Yeah, 你好,你好. 你可以介绍立体仓库好吗? OK. 这边是我们的仓储空间,我们目前大约有 4000万美金的库存零部件, 这样就极大的保证了我们可以给客户提供很好的交期. Ông Kalen nói là cái kho này là hiện giờ là 40 triệu USD hàng tồn kho để cho kịp thời xử lý và khắc phục sự cố cho khách hàng nếu khi linh kiện họ cần. Đây là phòng training của công ty Neway là chuyên huấn luyện và hướng dẫn cho khách hàng miễn phí. Và bây giờ mình xin được mời ông Kalen để giới thiệu phần nào về này nha. Kalen, 你可以介绍一下我们的培训班有什么特别吗? OK, 这边就是我们的一个培训教室，我们为我们的代理商和客户提供免费的机器使用、操作、维护、保养的一个培训。 Ông Kalen nói rằng là phòng này là chuyên để phục vụ cho khách hàng như là miễn phí hướng dẫn sử dụng cho khách hàng và miễn phí hướng dẫn cho khách hàng thao tác máy, sửa chữa máy móc và bảo trì bảo dưỡng máy móc như thế nào. Và bây giờ mình xin vô đây để tham quan cái nhé. Đây là giảng viên của chúng tôi đang dạy cho kỹ sư của chúng tôi về bảo dưỡng máy móc và sử dụng. 这边呢就是我们的一些加工演示机器，也是系统。Ông nói là hiện giờ thầy đang dạy cho nhân viên của họ đang cách sử dụng máy và lắp ráp máy như thế nào, và còn bên đây là cho nhân viên của họ để thực tập, để test thử trên những cái phần mềm và hệ điều hành. Mọi người nhìn thiết bị nâng màu vàng này là thiết bị đẳng cấp nhất của thế giới. Không chỉ không gây tiếng ồn mà có thể tránh được các tình trạng trục trặc trong vấn đề lắp ráp. Trong căn phòng này đây, lúc nào cái nhiệt độ cũng là giữ 22 độ C là vì lý do là nhờ cái máy bơm nhiệt của Mỹ hãng Chang. Máy bơm nhiệt hãng Chang này là toàn bộ là dây chuyền của Mỹ, kiểm soát nhiệt độ thuận tiện hơn, ổn định và thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện năng. Đây là bộ phận lắp ráp máy gia công trung tâm của chúng tôi. Quy cách làm việc có thể từ 650 cho tới 2,5 m. Đây là máy tiện nghiêng có mâm cặp đường kính từ 6 inch cho tới 18 inch. Chúng ta đang ở bộ phận chế tạo lắp ráp máy và hiện giờ ở đây có 3 máy của Đức là hãng của Hacker. Đây là máy mài tròn vạn năng được nhập từ Thụy Sĩ, sử dụng tân tiến nhất của thế giới. Nó có thể mài tròn ngoài và tròn trong của trục chính. Đây là sản phẩm trục chính sau khi máy mài tròn đã mài qua rồi. Đây là bộ phận gia công chính xác của trong công ty Neway. Máy do trung tâm hãng của SIP Thụy Sĩ là một trong những hãng máy lớn nhất và tầm cao nhất thế giới. Máy này đạt được độ chính xác là 0.1 mm. Còn đây là máy đo 3 chiều của Thụy Sĩ. Dụng cụ đo độ tròn và độ lệch tâm đều là của Đức. 100% linh kiện gia công của máy đều được đo lường và 100% máy móc được chạy thử. Đây là bộ phận lắp ráp hộp trục chính và cũng như là thử trước khi mình để trục chính lên máy để cho hoạt động. Vòng bi trục chính đều sử dụng vòng bi chuyên dụng P4 của NSK do đặc thù của trục chính của máy. Sau khi hoàn thành lắp ráp, chúng tôi không chỉ đo lường độ chính xác mà còn vận hành máy để đo lường sự thay đổi nhiệt độ của vòng bi để loại trừ các lỗi phát sinh trong quá trình lắp ráp trục chính. Tham quan xưởng sản xuất, chúng tôi không chỉ dựa vào kinh nghiệm của con người mà tận dụng các công cụ công nghệ tiên tiến để lắp ráp, để đảm bảo chất lượng. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến chi phí, vốn đầu tư mà nhập khẩu nhiều thiết bị tiên tiến.
hợp với công nghệ hoàn thiện, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi sản xuất hàng đại trà. Đây là khung sườn máy xịn ngang của chúng tôi. Nguyên khung sườn máy là đúc một thể, đảm bảo độ cứng tốt và sự ổn định lâu dài. Đây là bộ phận lắp ráp và gần sắp hoàn thiện của máy gia công trung tâm. Chúng tôi có hai dòng sản phẩm, một vòng là băng tuyến tính và một vòng là băng hộp. Băng tuyến tính là cho những làm khuôn nhỏ và gần cần tốc độ nhanh, nhẹ. Và còn băng hộp thì dành cho những khuôn có kích thước lớn và nặng. Đây là máy phay ngang trung tâm của chúng tôi, được thiết kế rất nhiều đặc sắc. Tổng thân máy được đúc chế, vì vậy tăng đáng kể phần ổn định và độ cứng để trong quá trình sản xuất lâu dài là đạt được hiệu quả rất là cao. Ngoài sao gia ý đây là máy phay giường của hãng Neway sản xuất. Hãng Neway dạng phay giường này mình có chia thành hai dòng sản phẩm. Một dòng là cho gia công nhẹ và một dòng là cho dành cho gia công nặng. Và bây giờ trục ngang của nó là từ 1m2 cho tới 3m. Và những chiều dài của máy thì từ 2m cho tới 10m. Đây là những khung sắt đã được đúc kết xong. Sau khi đúc kết xong là mình phải đem ra đây phơi nắng, phơi sương ít nhất trong vòng 1 năm để thường hóa lại. Trong thời gian thường hóa lại thì những anh kỹ sư sẽ đem vào gia công lại thêm vài lần và bắt đầu vào lắp ráp. Thưa quý vị, với hệ thống hiện đại, công ty Neway là đơn vị lớn và uy tín nhất tại Trung Quốc hiện nay, cũng là đối tác rất quan trọng đối với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin cam kết chất lượng, uy tín và hiệu quả cho tất cả khách hàng. Xin cảm ơn.